Mụn và các loại da dễ bị mụn tấn công. Mụn là một loại bệnh lý mà đến 80% người trẻ mắc phải khi đến tuổi dậy thì. Trong số này có người chỉ bị mụn nhẹ, nhưng một số lại bị mụn trầm trọng, 20% không hề bị nổi mụn. Điều này tùy thuộc vào cơ địa, chế độ ăn uống và đặc biệt là loại da. Việc da bạn thuộc loại nào ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng mụn và phương pháp trị mụn. Có 4 loại da cơ bản: da thường, da khô, da nhờn và da hỗn hợp. Da nhờn là loại da dễ mọc mụn nhất. Da dầu có lượng bã nhờn được sản xuất quá mức và gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Đây chính là nguyên nhân hình thành và phát triển mụn, đặc biệt là mụn trứng cá. Cách phân biệt các loại mụn. Cách đơn giản nhất để hiểu mụn trứng cá là chia nó thành hai phần, viêm và không viêm. Mụn viêm là bất cứ thứ gì có màu đỏ hoặc cứng hơn. Điều này có thể có nhiều dạng, từ mụn năng nặng, một dạng mụn nặng phát triển sâu dưới da và nốt sần, mô phát triển bất thường bên dưới da, đến mụn mủ, mụn đỏ có chứa dịch hoặc mủ và sần, mụn đỏ không có màu vàng hoặc mủ trắng. Mụn trứng cá không viêm đề cập đến các lỗ chân lông bị tắc nghẽn trông giống như mụn đầu trắng, mụn nhỏ, có màu da và mụn đầu đen. Những mụn này có vẻ ngoài sẫm màu và phẳng trên da. Mẹo chuyên nghiệp để biết loại mụn bạn mắc phải, hãy nghiên cứu làn da của bạn và nghiên cứu tình trạng của nó. Tuy nhiên, trước khi thử nghiệm phương pháp khắc phục, tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác nhận loại mụn bạn mắc phải. Internet có thể gây hiểu lầm. Các loại da dễ bị mụn. Theo đó, mụn xuất hiện phổ biến nhất ở da dầu, bởi vì làn da dầu là loại da tiết bã nhờn quá mức. Khi tiếp xúc với bụi bẩn hay lớp make up, chúng sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Đây là những nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn, đặc biệt là mụn trứng cá. Tuy nhiên, không phải chỉ có da dầu mới bị mụn tấn công, làn da khô thiếu ẩm vẫn có thể gặp mụn trứng cá. Nguyên nhân là do sự tác động của môi trường hay thói quen chăm sóc da không đúng. Chúng gây dị ứng cho da và cũng làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Vì vậy, bạn cũng cần biết rõ mình đang sở hữu loại da nào để có hướng chăm sóc tốt và hiệu quả nhất. Cách xác định bạn thuộc loại da nào chính xác. Để xác định loại da có rất nhiều cách, phụ thuộc rất lớn vào biểu hiện của chúng. Tuy nhiên, theo một bác sĩ da liễu của MG Acne đã bật mí một cách hữu hiệu và nhanh chóng để xác định loại da như sau. Rửa mặt bằng loại xà phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh. Thao tác nhẹ nhàng rồi vỗ nhẹ cho khô, không được áp dụng cho các sản phẩm chăm sóc da nào khác. Sau một vài giờ bắt đầu tiến hành kiểm tra làn da, nếu da sáng bóng có xu hướng hơi ẩm thì đây là da dầu, còn nếu da bong chóc, sần sùi thì đây là da khô. Ngoài da khô và da dầu, còn có da thường, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Vì vậy, bạn vẫn nên xem biểu hiện của chúng để xác định rõ nhất loại da của mình. Bởi vậy, tất cả làn da đều có thể bị mụn, chúng phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố cũng như nhiều nguyên nhân khác. Quy trình chăm sóc da mụn. Chăm sóc da ban ngày. Rửa mặt bằng nước ấm, kem dưỡng da phù hợp với da, kem dưỡng da vùng mắt săn chắc kéo dài thời gian, dung dịch gốc acid hyaluronic, dùng được trong tháng đầu tiên, sữa dưỡng da, kem thân thiện với da, lượng kem vừa đủ. Sau khi tình trạng da thuyên giảm, có thể sử dụng lại tinh chất làm sạch và tái tạo da, quyết định có nên lau toàn bộ mặt tùy theo tình trạng da. Chăm sóc da buổi tối. Sữa làm sạch thân thiện với da, sữa dưỡng da thân thiện với da, kem dưỡng mắt săn chắc lâu dài, dung dịch gốc acid hyaluronic, dùng được trong tháng đầu tiên, sữa làm sạch da, kem thân thiện với da, lượng kem và lượng kem cần vừa đủ. Vì trên mặt có nhiều vết thương nhỏ nên nửa tháng đầu mình không đắp mặt nạ để tránh da bị ngậm nước quá nhiều.